đi thích ăn mì, nhất là mì dai thiệt dai tôi mới ăn hà. Nói chung là dai đó, à mà đó có phải là dai không mà tôi đánh đu được nè. Ô ô ô ô, mì Coco Mi nói thiệt là dai, bà hai cũng thích, chú ba cũng ghiền.